Iowa model MD710, một dàn mini đại của Iowa. Kích thước nó to gấp rưỡi một dàn mini bình thường. Loa bass nó tới 14 anh em ha, bằng carbon viền cao su và loa trep này rất là lớn, tầm khoảng 6 hoặc 8 mm gì đấy. Loa dàn này thì tất cả nguyên rin bãi về, còn nguyên đai, đai trên đai dưới đầy đủ anh em ha. Mình test thì đang hoạt động tốt, chức năng giải mã quang, nghe nhạc từ smart TV xuống và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình gắn ở Bluetooth. Mình nghe như một dàn giải mã hoặc là dàn loa vi tính. Ngoài ra có FM full tần số bắt rõ nét đại Việt luôn. Cái âm dàn rất là hay, loa bự cho nên cái âm rất là đẹp, rất là bạo lực. Tổng thể dàn còn rất là đẹp, vận chuyển có trầy nhẹ nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Tổng thể thì mấy trước này ốp Pika bóng loáng, màn hình to hiển thị nhiều thông tin, nhiều màu và có đèn nước kèm theo nhạc rất là đẹp. Dàn chỉnh được bass trep trên máy và cho cái chế độ equalizer luôn. Bấm nút stop mode đây anh em ha. Đây là bass nè. Mình dặn ở đây mình tăng giảm ở đây. Đây là trep và bấm nữa thì chuyển equalizer để mình chọn cái chế độ ở nhau. Mình chọn khi mình chọn thì đó, đây. Loa thiết kế kiểu dáng nhìn rất là sang anh em ha. Loa màu gỗ với trước ốp giả kim. Rồi lưới loa cũng đầy đủ anh em ha. Cái này mình bóc cái lưới này ra để anh em xem cái mình loa mình trong nó to ha. Đó, ngắn lại được nè. Nào thì cam to nguyên rin, nguyên đai, nguyên kiện luôn. Thì đây thì bấm không thấy ra anh em ha. Làm ở đây của mình không biết tại nó kẹt nên mình không test được. Mình sẽ thấy bán luôn. Mình bán cái này thì giá 1.200.000 anh em ha. Rất là rẻ để anh em dùng giải mã hoặc là dùng nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc gắn với Bluetooth. Dàn có ngõ sub out luôn, kết nối sub điện tăng cường âm trầm để anh em thích nghe bạo lực nhiều. Đánh tốt cái loại nhạc từ đen thì mix bolero trữ tình này rất là hay. Mình đang test chức năng này là DM là giải mã quang từ smart TV xuống ha. Anh em nghe nhạc từ YouTube rất là tiện lợi. Rồi mình test cái chức năng tuner ha, tuner cắm sự điện nửa mét vào ngõ 75 ohm thì bắt được đài thôi. Tăng giảm tần số ở đây, down up tuning. Rồi mình chuyển qua chế độ AUX. AUX này thì là nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth ha. Ở đầu kia mình kết nối với máy, còn đầu này mình kết nối với điện thoại đây. Mà nhạc trên YouTube. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lắm, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời. Rồi mình tiếp xong với nhà nội địa Iowa model MD710, một dòng cao cấp của Iowa, đầy đủ chức năng, đầy hoàn hình còn đẹp, còn nguyên rin. Tổng thể thì còn nguyên đai nguyên kiện rất là đẹp luôn. Dàn loa lớn, loa bass 14 bằng carbon viền cao su, tiếng bass rất là hay. Chỉnh được bass chép trên máy và chế độ âm thanh. Dàn giải mã quang, hay nhập từ smart TV và AUX từ điện thoại máy tính hoặc gắn Bluetooth. FM full tần số bắt rõ nét đại Việt luôn. Rồi, anh em giá là 1.200.000 anh em ha. Anh em mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em đăng ký kênh, nhấn nút thông báo bên phải video, hình cái chuông nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.